Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web oliver.vn dựa trên bộ sách cánh siêu. Trong bài học trước, các con đã được học về điểm và đoạn thẳng. Đến với bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu thêm cho các con một số đối tượng hình học mới nữa, đó chính là đường thẳng, đường cong và đường gấp khúc. Trước tiên thì cô cho mình sẽ cùng nhau khởi động. Các con hãy quan sát các bức tranh sau và cho cô biết đây là gì. À, rất chính xác. Đây là hình ảnh của con đường thẳng. Nhìn vào con đường thẳng thì chúng ta có cảm giác như là con đường kéo dài mãi phải không nào? Còn đây là con đường cong, quanh co, uốn lượn. Những hình ảnh này các con sẽ nhìn thấy rất nhiều trong thực tế cuộc sống. Vậy, để biết được hình ảnh hình học cũng như là tên gọi của chúng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức mới tiếp tục với hình ảnh hai con đường này cô giới thiệu với các con đây là đường thẳng đường thẳng có hình dạng như thế này các con nhắc lại cho cô nào đường thẳng bây giờ trên màn hình cô có hình ảnh của đoạn thẳng và đường thẳng chúng mình có nhận xét gì về đoạn thẳng ab và đường thẳng ab nào Cô khen các con. Đoạn thẳng AB có hai điểm A và B ở hai đầu đoạn thẳng, còn đường thẳng AB thì không có điểm đầu cũng như là điểm cuối. Vừa rồi thì chúng mình đã phân biệt được đoạn thẳng và đường thẳng. Tiếp theo, chúng mình quay trở lại với hình ảnh của hai con đường ban đầu. Quan sát vào con đường này, đây chính là đường cong và hình ảnh hình học của đường cong như thế này. Các con nhắc lại cùng cô nào. Đường cong qua hai hình ảnh này, chúng mình đã được làm quen với đường thẳng và đường cong rồi. Các con cùng quan sát lại. Đây chính là đường thẳng và đây là đường cong. Bây giờ cô lại có một đường thẳng. Cô cũng có 3 điểm A, B, C nằm trên đường thẳng này. Khi đó thì ta có thể nói A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Các con nhắc lại cùng cô. 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng thì ABC là 3 điểm thẳng hàng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con kiểm tra 3 điểm có thẳng hàng hay là không. Chúng mình quan sát. Với 3 điểm L, M và N, cô dùng thước kẻ, đặt mép thước trùng các điểm. Khi thấy mép thước đi qua cả 3 điểm thì các con có kết luận gì? Hoàn toàn chính xác, 3 điểm L, M và N cùng nằm trên một đường thẳng vì vậy ba điểm này thẳng hàng tương tự như thế chúng mình tiếp tục quan sát các điểm a b c và d ta hoàn toàn có thể kiểm tra được trong bốn điểm này không có ba điểm nào thẳng hàng và với những điểm không thẳng hàng này khi cô vẽ các đoạn thẳng nối hai điểm cô được hình như sau ta gọi đây là đường gấp khúc a b c d và đường gấp khúc này bao gồm ba đoạn thẳng a b b c và cd như vậy là vừa rồi cô đã giới thiệu với các con về đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng và đường gấp khúc rồi. Để chúng ta có thể ghi nhớ hơn các đối tượng hình học này, cô trò mình sẽ cùng nhau luyện tập và thực hành. Bài đầu tiên, chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau. Đúng là như vậy. Ở câu A, đường màu tím chính là đường cong, còn đường màu đỏ là đường thẳng tương tự như thế với câu b thì đường màu xanh chính là đường thẳng và đường còn lại là đường cong ở bài tập này thì chúng mình đã nhận biết và phân biệt được đường thẳng và đường cong rồi bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2. các con hãy quan sát và nêu tên ba điểm thẳng hàng có trong hình ảnh này cô chúc mừng các con đã trả lời đúng ở hình này thì ta thấy a b và c là ba điểm cùng nằm trên đường thẳng màu đỏ. Vì vậy, ABC là ba điểm thẳng hàng. Tương tự thì ba điểm D, B và E cũng là ba điểm thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên đường thẳng màu xanh. Bài tập số 3. Nêu tên các đoạn thẳng của mỗi đường gấp khúc dưới đây. Trước tiên thì các con hãy quan sát vào phần mẫu. Ở đây cô có hình ảnh của đường gấp khúc A, B, C, D, E. Đường gấp khúc này bao gồm các đoạn thẳng sau. Trước tiên là đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, CD và DE. Vậy chúng mình kết luận đường gấp khúc ABCDE gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD và DE. Hoàn toàn tương tự như vừa rồi, các con hãy nêu tên các đoạn thẳng của hai đường gấp khúc còn lại. Các con rất giỏi đường gấp khúc MNPQ được tạo bởi ba đoạn thẳng MN, NP và PQ và đường gấp khúc còn lại là đường HIK gồm hai đoạn thẳng HI và IK. Các con ạ, à, trong thực tế cuộc sống có rất nhiều đồ vật hay là sự vật có dạng đường thẳng, đường cong cũng như là đường gấp khúc. Vậy sử dụng những kiến thức vừa được học, cô cho mình cùng ứng dụng vào thực tế. Tìm hình ảnh tạo bởi đường cong và đường gấp khúc trong bức tranh sau. Hoàn toàn chính xác. Ở bức tranh này chúng ta nhận thấy hình ảnh đám mây cũng như là đuôi của cánh diều có dạng đường cong. Và ngoài ra thì cánh diều có dạng đường gấp khúc. Như vậy thì qua bài học ngày hôm nay, các con đã được nhận biết về đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc cũng như là ba điểm thẳng hàng. Ngoài ra thì chúng mình cũng có thể vận dụng những kiến thức đó vào thực tế cuộc sống. Để củng cố thêm kiến thức thì các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn Và bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo.